Thế là cả nhà, thế bây giờ em bắt đầu coi như làm cái công thức pha nước chấm cả nhà nha. Trước tiên thì là đập cái tỏi này ra này, tỏi ớt bên chanh này vừa đấy thì em sơ chế rồi để khô ráo sạch sẽ hết rồi này. Đây đấy, ba thứ này em vừa giới thiệu đấy. Thì bây giờ trước tiên là đập tỏi ra này. Tiếng nó hơi ồn nhá, em thông cảm. Thì là băm tỏi trước. Tỏi này thì dùng tỏi gì cũng được anh ạ. Tùy theo ai có loại này là dùng tỏi ấy. Cái phần sơ chế bóc huyết ra thì là ai cũng biết làm hết rồi, cho nên em không quay cái phần đấy nữa. Bây giờ coi như là phần chuẩn bị hết rồi, bây giờ chuẩn bị cứ thế là làm rồi nhá. Bóc vỏ tỏi rồi bóc chanh rồi là rửa ớt nhẹ cái thứ này là đấy. Băm tỏi thì em vừa có sẵn này chưa? Cái ớt này thì là tùy theo cả nhà, ai mà ăn được cay thì cho nhiều và mà ai mà không ăn được cay thì cho ít thôi nhá. Cái này là tùy mình nhá, chứ không phải là cho bao nhiêu cũng được nhá, thì mình cho bao nhiêu cũng được. Cái ớt thì này cũng cắt ra nhá. Với cái hạt của nó này, cái hạt này nó hay cay này, chúng không ăn được nhiều cay thì bỏ bớt hạt ra. Thế rồi cả nhà mới ăn nhiều, không ăn được cay cho ăn vừa vừa. Sau khi ớt tỏi đã băm xong rồi thì bây giờ mới chuẩn bị pha này. Tôi bật này ra cho các nghe đi. Đây, cái bát này là dùng để pha này. Trước tiên thì em dùng 10 thìa là nước lọc ở nhà, 10 thìa nha. Đây, cứ đếm này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này.
9 này, 10. Đây 10 thìa nước lọc ở nhà. Đây 10 thìa, dùng cái loại thìa này là ý là cái thìa nó phải giống nhau ở nhà nhá. Đấy, thìa kiểu này. Thìa cà phê cũng được. Đây đường này thì là đường nào cũng được cả nhà. Nhà đường trắng và đường 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 màu nâu như nhà em thì thường hay dùng cái thường đường này. Đường này thì nó tốt hơn từ đường kia, nhưng mà đang nói về đường thì cả nhà dùng đường nào cũng được, ai có đường này cứ dùng đường ấy. Đây nha, để 10 thìa nước này, 4 thìa đường này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này, đây 4 thìa đường ở nhà nhá. 10 thìa nước này, 4 thìa đường này. Bây giờ hòa ra. Sau đó mới cho nước mắm cả nhà nhé. Nếu như ý là cho nước mắm và đường này cùng nhau thì cái độ cái đường này nó sẽ tan của nó, độ tan của nó sẽ khó hơn, cho nên là bây giờ em ấy cho đường với lại cho nước và hòa trước. Thế sau vẫn được, khi nào mà cả nhà ai mà làm thì cứ làm thế nhá. Đường với nước cho vào hòa trước. Nó tan nhanh hơn tại vì nước mắm với đường này nó tan lâu hơn. Hòa nó ra. Đấy. Bây giờ nước mắm là cho 3 thìa nước mắm cả nhà nha, cho 3 thìa nước mắm này. Thế sau khi hòa tan rồi thì mới cho 3 thìa nước mắm. 1 này. 2 này. 3. Bên này nước mắm thì là mình cũng phải và xem là gia đình nhà nào thì dùng các loại nước mắm nào thì nha, cho thêm cho ít này, ví dụ như là dùng cái loại nước mắm mà nó nhạt nhạt một tí thì cho thêm này, thêm ít nước mắm này tầm lỉa thường nửa thìa này, còn nếu như cái nước mắm nào nó mà có độ mặn mặn rồi thì cho 3 thìa cả nhà nhá. Đấy, 3 thìa. Đây nè, thì hòa tan hết rồi nha. Bây giờ là nước chanh cả nhà nhá. Đây nước chanh. Đây, nước chanh thì bác ở đây. Đây, chanh này vừa cắt rồi. Chanh này thì nó không có hạt cho nên là thôi cứ lấy cái nước đó. Chanh này không có hạt rồi nhá. Trước khi làm thì tay chân tay này em rửa sạch sẽ rồi cả nhà nhá, đảm bảo là vệ sinh an toàn thực phẩm ở đây. Đeo găng tay con thích làm lại hơi cái cách hơi khó thì em cứ dùng tay luôn. Đấy. Chanh này. Bây giờ cho 2 thìa chanh vào nhà này. Nhà vừa bắt chanh rồi bây giờ cho 2 thìa này. 1 này. 2 thìa chanh này, đó. Đó, hòa lên. Thế sau đó thì ta cho tỏi và ớt vào nha. Tỏi. Ớt. Tỏi ớt thì tùy theo nha cả nhà nhá. Ai thích cho nhiều cho nhiều, ai cho ít thì cho ít này. Đấy, ớt. Ai ăn được cay cho nhiều, ai ăn được không có ăn được cay thì cho vừa vừa thôi. Đấy.
Đây cả nhà này, thế là đã xong, em đã chia sẻ xong cái công thức coi như là pha nước chấm coi như là chua ngọt này, thì coi như là chanh nha, tỏi, đường, ớt để cả nhà nhá. Đây này, đấy, đây cả nhà nhá, đấy chuẩn luôn 100%, nổi hết nhá, tỏi ớt coi như là nổi hết luôn này này đấy. Khi nào mà pha mà nó nổi lên như này thì mới thành công ở nhà nhá. Đấy chứ còn nếu mà pha mà coi như là cuối cùng coi như là cái tỏi cái ớt này nó bị chìm xuống ấy, là không 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 thành công, là không ngon được cả nhà nhá. Đấy cho nên là đây bây giờ em pha như này, đây nổi hết này rồi này đấy, tỏi ớt cái chanh nổi hết này rồi đấy. Cái nước này nước sôi này phải nước đun sôi đổ đổ để nguội cả nhà này. Nếu như mà nước ấm nhá, nước ấm là cái tỏi với cái ớt này nó mềm là nó bị chìm xuống cả nhà đấy. Cho nên là đây đấy, chia sẻ xong rồi đấy, cái cách nước chấm như này nhá cả nhà nhá. Nên cả nhà cứ áp dụng cái công thức coi như là của em bảo cái sau rồi em úp video thì em cho cái viết cái công thức phía dưới, thì cả nhà cứ áp dụng công thức đấy là chuẩn luôn 100% thành công ngon. Thì cả nhà, thì bây giờ hôm nay em chia sẻ cái công thức pha nước chấm như này thôi. Bây giờ em xong rồi thì em xin được dừng video ở đây, thì em xin luôn luôn cảm ơn coi như là quý cô bác anh chị em cùng toàn thể mọi người này đã luôn ủng hộ kênh em Thiên Phương này. Nên em xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui này, hạnh phúc, bình an, thành công trong cuộc sống cả nhà nhá. Nên em xin dừng video ở đây để nên bye bye hay tạm biệt cả nhà nhá. Đấy nước chấm ngon quá luôn.